Hôm nay là ngày thứ 32 kể từ khi mình cắt cành, thì những bông hoa hạ đen của mình đã bắt đầu đậu trái. Thì tới giai đoạn này thì mình sẽ nhúng GA3 để cho cái nho hạ đen, chùm nho hạ đen của mình nó giãn chùm ra và trái nó được to hơn. Thì điều kiện để một cái chùm nho nhúng vào GA3 thì nó phải đủ điều kiện là những cái bông trên cái vòi hoa này nó đã đậu trái hết như thế này. Từ cuối chùm hoa đã đậu trái tới đầu chùm hoa trái cũng đã đậu hết rồi thì mình mới nhúng được. Nếu mình nhúng sớm quá lúc mà nó đang còn mang hoa thì cái cành hoa nó dễ bị dị dạng, nó bị cong. Thì mình sẽ quay cho các bạn những cái chùm hoa khác để mấy bạn phân biệt được cái chùm nào nhúng được, chùm nào không. Như đây là một chùm nhúng được, hôm nay là nó nở những cái bông cuối cùng rồi. Thì mình chỉ cần nhìn cái đuôi bông là mình biết là nhúng được hay không rồi, bởi vì bông nó nở từ trên xuống dưới. Ở dưới mà nở thì chắc chắn ở trên nó cũng nở rồi. Chùm như vậy là đủ điều kiện để nhúng ha. Chùm bông này cũng đủ điều kiện để nhúng, những cái bông cuối cùng cũng đã đậu trái. Còn chùm bông này chưa nhúng được nha bạn. Bạn thấy cái đuôi bông không? Nó vẫn chưa nở hết, nó vẫn còn những cái búp như thế này. Là vẫn chưa nhúng được. Bông này thì mới nở cái đây 1-2 ngày thôi. Còn bông này là trong quá trình nó đang nở hoa thì gió mạnh là nó cạ vào những cánh lá như thế này nè. Nó bị héo một phần. Và một phần gió nhiều, mưa nhiều. Ở trong mình là 2-3 ngày nay mưa nhiều. Mưa thì tuy cái cây nho của mình được che bởi mái che, nhưng mà cái phần gốc của nó mưa vẫn tạt trực tiếp vào. Thì trong giai đoạn này mấy bạn cũng hạn chế tưới nước nhiều ha. Với lại cây nho thì nó không có cần nước nhiều. Tưới nước nhiều thì cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng đầu bông. Thì cái chùm này thì mình chỉ cắt chỗ bỏ chỗ này ha. Mình sẽ lấy những cái chùm, những cái chi hoa trên này để đầu trái. Còn dưới này thì bỏ đi, nó không đẹp nữa, nó còn vài trái à. Chùm bông này cũng nhúng được rồi các bạn. Nó cũng đã bắt đầu đậu tới những cái bông hoa cuối cùng rồi. Chùm này thì chưa nhúng được, những cái bông trên này nó vẫn còn chưa nở hết à. Còn ở dưới này nó mới bắt đầu nở ra trái thôi. Còn cái chùm bông mà cái cành bữa trước nó nhỏ mà được chùm bông to á, thì cái chùm bông này nó cũng đã đậu trái rồi, mình có thể nhúng được luôn. Thì cái cành này mình thấy nó vẫn chưa phát triển sung được, mặc dù là mình đã ngắt nhiều cái cành không mang hoa để dành sức để nuôi tụi này, nhưng mà khi mà một cái bông hoa nó ra to như thế này thì nó cần nhiều sức để nuôi bông, thì cái cành nó là phát triển eo ụt lắm. Thì giải pháp ở đây thì mình vẫn bón phân bình thường thôi, mình vẫn giữ chùm hoa và tỉa bớt. Như cái chùm này thì cái cành này nó không thể nào nuôi nổi với số lượng trái như thế này đâu. Mình sẽ tỉa bớt, mình giữ lại một ít dưới này thôi. Chùm bông này cũng nhúng được rồi nha các bạn. Chỉ cần những cái bông cuối cùng mà nó đậu trái là nhúng được rồi. Thì khi mà một chùm bông mà nó đậu trái, cái phần nhị và nhụy nó còn sót lại trên này nè, trên cái chùm hoa, thì mình lấy cọ, mình mua cái cọ nhỏ về để mình vệ sinh cái chùm bông này. Mình có video chia sẻ cách vệ sinh cái chùm hoa của nho thì bạn tìm lại trong kênh Tom Sam Family để xem nha. Mình vệ sinh để cho nó tránh gây nấm mốc, gây ảnh hưởng tới chùm hoa và khả năng đậu trái của nó. Về vấn đề nhúng GA3
cho nho thì đây là một vấn đề mà nhiều bạn gây tranh cãi. Tại vì mình trồng ở nhà mà lại lạm dụng những phân thuốc hóa học á, thì nhiều bạn nghĩ đó là điều không tốt. Mà thực ra là trên Nhật Bản và các nước khác như là Hàn Quốc á, những nước đã phát triển ngành trồng nho, đặc biệt là nho mẫu đơn, thì họ đã sử dụng cái chất GA3 này trong việc nhúng đậu quả cũng như là cho trái nó to ra, và đã được thế giới công nhận. Bởi vì vậy nên mình cũng không có lý do nào mà không xài. Nho thì đặc tính của nó là cái chùm nó không có dài, đương nhiên cũng tùy giống, nhưng mà ở đây mình đang nói nho Hà Đen. Thì nếu mấy bạn không nhúng GA3 thì trái vẫn đậu tốt, vẫn ngọt và vẫn không hạt. Bởi vì nho Hà Đen là một giống đã không hạt tự nhiên rồi. Tỷ lệ không hạt của nó là rất cao, ví dụ như 20 trái thì có một trái có hạt mà thôi. Mình sẽ cho mấy bạn xem những cái hình ảnh đợt thu trái đầu tiên của cái nho Hà Đen của mình mà mình không có dùng GA3. Thì trái nó vẫn không hạt, vẫn chín, nhưng mà nhược điểm là cái chùm nó ngắn, trái nó chen chúc nhau, vì vậy trái nó cũng không có lớn được. Nên trên thế giới người ta đã sử dụng GA3 cho nó có tác dụng là giãn chùm nho của mình ra, trái nho nó to hơn. Còn về vấn đề độc hại không thì mình thấy là thế giới người ta đã sử dụng rồi và người ta công nhận bình thường thì mình cứ xài thôi. Và khi mình nhúng GA3 này ở giai đoạn mà trái còn non như thế này á, thì 3-4 tháng sau cái chùm nho mình nó chín, thì nếu mà có dư lượng gì đó thì nó đã hết rồi. Đương nhiên là mình chưa có đem đi kiểm nghiệm, nhưng mà thế giới người ta cũng làm y chang như vậy. Với lại một điều cho bạn biết là chất GA3 này á, mình đọc tài liệu thì nói là trong cái cây nho nó cũng đã có cái chất này rồi, nhưng mà nó tổng hợp không đủ để cho cái chùm nho nó phát triển dài, bởi vậy là mình bổ sung thêm. Thì cũng giống như con người mình, những trẻ em cần phát triển chiều cao thì mình bổ sung thêm canxi vậy thôi. Thì cái nho này nó muốn phát triển cái chùm nó dài thì nó bổ sung thêm GA3 ha. Thì ở đây mình không khuyến khích mấy bạn sử dụng lạm dụng phân thuốc hóa học. Nếu mấy bạn muốn trồng chơi hoàn toàn hữu cơ thì không nên dùng ha, cho nó an toàn. Còn mình theo lý thuyết khoa học thôi, thấy bình thường, thấy nhiều người xài thì mình vẫn xài. Thì GA3 ở đây có nhiều loại lắm. Mình thì cứ mua cái loại nào mà tiện, ví dụ như gần nhà nó bán thì mình mua thôi. Mình dùng loại GA3 này 50 TB. Còn tỷ lệ pha ở đây á, là mình dùng 1 gram cho 4 lít nước, 4 lít nước sạch. Nhưng mà vì vườn mình là trồng chơi nên số lượng nho nó không có nhiều. Nếu mình pha 4 lít á, thì chắc chắn sẽ không thể nào sử dụng hết. Kể cả ở đây mình đang chứa 2 lít nước nè, mình pha với lại nửa gram GA3 thì nó cũng không thể nào mà xài hết được. Nên khi mà pha xong và dùng cho cây nho thì mình sẽ chứa vào những cái bình này và bọc lại cẩn thận và bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian mình giữ cái hỗn hợp GA3 và nước này trong tủ lạnh là tầm 2 tuần, nghĩa là trong vòng 2 tuần đó những bông hoa nho nở sâu thì mình sẽ dùng cái hỗn hợp này để tiếp tục ngâm nó, nhúng nó mà không cần phải pha liều lượng mới. Cái việc mà 2 tuần ở đây là không có nhà sản xuất nào công bố hết á, thì mình làm mà mình tự rút kinh nghiệm thôi. Chứ còn ví dụ như làm một lần mà đổ đi thì nó phí lắm. Mà bạn lưu ý là khi mình đổ mình cũng đừng có đổ vào cây nha. Mình hạn chế sử dụng những cái này cho cây cối của mình trồng. Thường thì mình đổ vào ra cống nước, thoát nước luôn, chứ mình không có đổ vào cái gốc cây. Nhiều bạn thấy tiếc á, đổ tỉnh rẻ lắm. Một cái bịch GA3 này như mình có mua có 2-3 ngàn gì à. Nên mình nên đừng có tiếc mà đổ vào cây chi nó, cho nó lạm dụng phân thuốc hóa học không tốt. Thì ở đây mình vườn nhỏ nên mình sẽ dùng nửa gram thôi. Và mình dùng cái cân tiểu ly này cân cho chính xác. Bởi vì một cái gói này là nó tới 5 gram lận. Và mình dùng 2 lít nước ha, tỷ lệ vậy đó. Mấy bạn đừng có thấy mà mấy bạn trồng trái nho nó nhỏ thì mình lạm dụng GA3 mình tăng nồng độ nó lên là không đúng nha. Cái này nó không phải là thuốc tiên. Việc trái nho to, khỏe, ngọt là phụ thuộc vào quá trình mình đi phân bón, như là cây nho mình chăm kỹ, nó khỏe thì nó mới cho chất lượng trái tốt, chứ không phải là nhờ cái này. Cái này nó chỉ có tác dụng là làm giãn các tế bào của cái chùm
chùm hoa mình ra thôi, chứ nó không có bồi bổ chất dinh dưỡng gì cho cây nho của mình hết. Viên GA3 khi mình xé ra nó có viên to như thế này. Bây giờ mình sẽ bẻ ra tầm 0.5 gram thôi. Khá là khó bẻ ha. Nên và cái phần mình còn thừa lại của viên GA3 này á, thì mình tiếp tục bỏ vào cái bao này, mình cột chặt lại, cất kỹ ở nơi thoáng mát ha, để mình sử dụng tiếp trong những cái lần nhúng tiếp theo. Nhưng mà cũng lưu trữ trong thời gian ngắn thôi các bạn. Cái này mà để lâu, mà mình xé bao như thế này để lâu thì nó cũng mất tác dụng. Mình thấy cái viên thuốc nó bị mòn dần á, sợ nó không tốt. Sau khi mình cắt viên thuốc GA3 ra thì mình được tầm 0.5 tới 0.6 gram ha. Thì mình sẽ cho vào nước. Đây là 2 lít nước sạch nha bạn, nước máy của mình á. Thì khi bỏ vào thì nó có hiện tượng sủi bọt như thế này nè. Mình chờ cho nó sủi xong, hoặc là mình lấy đũa mình khuấy cho nó tan đều ra, rồi mình hãy sử dụng. Thì dụng cụ để mình đựng GA3 để mình nhúng cho nho thì mình dùng hai cái bình nước ngọt lớn nè, mình cắt ra. Như ở nhúng lần đầu tiên thì mình chỉ cần nửa bình như thế này thôi, tại vì lúc này chùm hoa mình nó còn nhỏ. 2 tuần sau đó mình nhúng lần 2 thì đó mình sẽ cần cái bình to hơn. Và mình làm cái móc như thế này để mình đứng trên cao á, trong quá trình mà mình thao tác á, thì mình có thể móc treo nó trên vàng luôn. Thì như các bạn thấy là khi mà mình đựng dung dịch GA3 vào cái chai nước ngọt này thì cái lượng còn lại cũng còn rất nhiều. Nhưng mà như mình nói lúc đầu á, nếu mà mình pha ít quá thì mình sẽ khó cân. Cái cục GA3 nó 5 gram lận, mình cắt cho nó nhỏ thì nó khó lắm. Nên mình cứ pha 2 lít. Cái phần dư này mình sẽ để dành sử dụng cho những chùm hoa nở sau. Còn cái hỗn hợp này khi mà mình nhúng hoa đợt này xong thì mình sẽ đổ luôn nha các bạn. Không nên đổ ngược lại trong này. Vì mình vừa một tay mình quay, một tay mình nhúng nên nó video hơi rung, mấy bạn thông cảm nha. Mình bỏ cái chùm hoa vào trong hỗn hợp này tầm 5 giây. Mình đếm từ 1 tới 5 là mình có thể lấy ra được rồi. Như những cái bom trên cao này thì mình bóp nhẹ đó, cho dung dịch mình nó tràn lên, nó đụng hết vào cái chùm hoa của mình là được. Sau khi mình nhúng xong thì mình sẽ lắc nhẹ thế này để cho GA3 nó không còn động nhiều trên cái chùm hoa của mình, có thể dẫn tới là quá liều khiến cho chùm hoa của mình nó bị dị dạng. Mình lắc nhẹ cho nó rớt hết hỗn hợp GA3 ra. Đây là hỗn hợp GA3 mà mình mới nhúng xong, thì những cái hoa nho nó không đậu trái nó sẽ rớt vào đây nè. Đó lý do mình nói mấy bạn là không có đổ ngược lại cái hỗn hợp mà mình sẽ cắt trong tủ lạnh á. Bởi vì những cái bông hoa này nếu mà nó còn sót lại nó có thể làm hư cái hỗn hợp GA3 của mình. Đó, khi mình nhúng thì mình bóp nhẹ cái chai nhựa nước ngọt của mình á, cho cái GA3 nó tràn lên những cái nụ trên cao luôn ha. Sau khi nhúng xong thì mình cứ lắc nhẹ thế này. Thì mình mới vừa chia sẻ xong mấy bạn cách mà mình nhúng GA3 vào những bông hoa nho hạ đen. Vì mình có một tay để quay và một tay để làm mà nên mình không thể nào quay nhiều được. Thì những cái chùm hoa kế tiếp mình cũng làm tương tự như thế này thôi. Và sau khi mình nhúng đợt đầu GA3 như thế này thì mình đợi 14 ngày sau mình sẽ nhúng tiếp đợt 2. Đó là lý do là mình vì như vậy nên mình phải làm dấu những cái chùm hoa nào mà nhúng ngày hôm nay thì 14 ngày sau mình nhúng nó, còn những chùm hoa mà nở trễ như chùm hoa này thì ví dụ như sau 3 ngày nữa mình mới nhúng nó thì 14 ngày sau mình nhúng cái chùm này thì mình không thể, đây 14 ngày sau mình nhúng chùm này thì mình không thể nào nhúng chùm này nha bạn. Chùm nào ra chùm đó, mỗi chùm cách đúng 14 ngày kể từ khi lần nhúng đầu tiên mới được nhúng tiếp. Nên mấy bạn phải làm dấu ha. Ví dụ như ở đây mình nhúng rồi nè,
mình sẽ lấy một cọng kẽm màu hay gì đó, mình ghi chú lại. Ví dụ như kẽm màu vàng thì là ngày hôm nay, còn kẽm màu xanh là 3 ngày sau, để mình biết và mình nhúng cho chính xác. Chứ cái này mà sau 14 ngày bạn nhúng chùm này ha, mà chùm này mới được có 11 ngày mà mình nhúng tiếp thì nó có thể là không đạt hiệu quả cao. Mình chưa thử nhưng mà mình nên kỹ như thế là tốt hơn.